Ồ, nay bên 2018 rồi, ngày 18 thay tháng 1 năm 2021. Có ông bạn già mà ông bỏ tôi cũng đi, ông nói cục muối thì chia làm đôi, mà cục lường ông lụm hết. Bây giờ ông đang chu du ở miền 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 Trung, đang ở Tuy Hòa mới báo cáo. Đi chơi sướng quá. Hello. Rồi, chào Mỹ Giang, chào tất cả mọi người. Một buổi tối bên Việt Nam rất ư là hạnh phúc. Đang đã quây quần với gia đình ha, ăn cơm chiều tối rồi ha mọi người ha. Ở đây đơn độc quá, vẫn một mình một cõi rồi. Rất là không có thấy bất cứ gì gọi là ở bên Việt Nam thì giờ không khí Tết làm sao rồi. Mọi người. Chào Vọng Văn Vị. Chào. Chào lại tất cả mọi người đi, vô đông đông trước mặt mình nói mình chém gió cho nó vui. Ở Việt Nam giờ này thì hầu như tất cả mọi gia đình mặc dù nghèo giàu hay gì không cần biết, nhưng mà cái điều cái không khí Tết nó chắc là cũng có. Ví dụ mà có tiền có bạc thì nói một chút, còn thí dụ chào nhà nha. Mùng 8 tháng chạp rồi nha. Ồ, vậy là còn có mấy tuần nữa là Tết rồi. Còn người nói chung là giàu nghèo hay là đủ ăn hay là đủ mặc hay là cái gì thì ta cũng có hồ hởi phấn khởi, người ta chuẩn bị cho cái mùa Tết. Là người giàu thì theo cái kiểu ăn Tết theo kiểu người giàu, người nghèo thì ăn Tết theo kiểu người nghèo, nhưng mà tất cả mọi người đều có một cái sự chào đón một mùa xuân mới về. Mà mùa này là mùa tuổi con rồng mới là ghê chứ, tuổi con rồng à. Nói cho cùng thì suốt những năm qua, một hai năm gần đây thì mình thấy Việt Nam mình thực sự là ấn tượng, đã leo vào những cái vị trí rất là quan trọng của thế giới. À. Rồi, đó, đó, rủa ông quá hay ông vô. Năm 2023 Việt Nam mình có một cái thành tựu nhất định, mình cảm thấy là mình rất là vui. Ok, con đang còn công tác trong bên. Ok. Ok, chào Thanh Hà, chào lại mọi người lần nữa nha. Tại vì ta đang mời ông bạn già tới vô, tao bực mình ổng quá rồi, ổng về bển ổng với nhà với nhảnh, ổng xí xô xí xào, ổng đi tùm lum tà la. Chào, chào anh. Chào buổi tối. Ok sếp, hình ảnh sao? Ok anh cho cái đầu nó xuống một chút, anh ngước cái phone lên cho cái đầu nó xuống một chút, nó mất mẹ cái trán rồi, mất rõ chút xíu nữa. Vậy được rồi, được rồi, cũng được rồi, Được chưa? ok. Được rồi. Ông mà nói Sorry anh. ông hứa với tôi, ông nói là hai anh em mình sống chết có nhau, cục đường cắn làm đôi, Cục 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 đường muối cắn làm đôi, cục đường lụm hết luôn. chơi hết rồi. Thưa, yêu cầu ông yêu cầu ông đi về Việt Nam, ông báo cáo lại với tôi coi. Ông đi ông bỏ tôi bên này là mấy mấy lúc gần đây nó bảo đảm với anh là coi như là khoảng 2 3 tuần lễ rồi nay là nó cứ lạnh quá anh, nó cứ âm riết thôi rồi. Vậy đó, Là tôi nhiều khi thấy thời tiết ở bên này là sao đấy này, mình về ở đây Sài Gòn đó trời nó cũng mù 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 mù, nó bị ra đến Đà gì Nẵng trời, ra tới Đà Nẵng trời nó cứ mù mù, ngày Đà Nẵng có à hay khi ban đêm tới nó mưa, nó không mưa to, nó có mưa nó, là tôi nghĩ là nó bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới á, có nghĩa là gì đó. mưa. Rồi mình đi hôm nay đi đến cuốc xe đò đi từ Đà Nẵng vô đến Tuy Hòa, vừa đến Tuy Thì Hòa khoảng chừng Tuy Hòa Phú Yên đó. Đi đoạn đi cuốc xe đò cũng dài á, mà đi vô vô đến thành phố thì cũng bao nhiêu nè, cũng cũng 7 giờ 6 giờ rưỡi 7 giờ
Thế trời nóng tối rồi, cái mình vô văn Anh phòng ở gì? Tuy Hòa, hình như tôi nhớ cái chỗ mà coi tôi nghe từ xưa tôi chưa tới. Tuy Hòa là gần Tam Quan chưa anh? Tam Quan là cái chỗ xứ xứ dừa không biết. Tôi đi qua qua đi qua Đức Phổ, qua qua Đức Phổ, tôi thúc vừa trò có giờ tôi nói quê này Trời ơi, quê của ông khi này về là nhất định là tôi Cầm. phải đi, À, Đức bực Phổ, bực mình lắm. À, Đức Phổ ổn rồi. đi 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 thì đó, đi từ Đà Nẵng đi vô thì đi qua Quảng Nam, Quảng Ngãi. À, thì ở Quảng Ngãi đó thấy đi đi qua nhiều những địa danh á, như là Quảng Nam thì đi qua đến nhìn thấy cái khu tưởng niệm của ông anh Nguyễn Văn Trỗi, rồi đến Quảng Ngãi Rồi. thì đi đến khu tưởng đi đi ngang đi xe đò đi ngang thì mình nhìn thấy, như tại mình đi đường quốc lộ số 1 mà mình thấy đi ngang tưởng niệm khu tưởng niệm của ông Phạm Văn Đồng, rồi đi ngang Đức Phổ, đi ngang Đức Phổ thì lại nhớ là câu chuyện của cô Bảo của liệt thì sĩ Thùy Trâm của liệt bác sĩ sĩ Đặng Thùy Trâm. đúng rồi. Tại biết không, cái mình đi đi qua Tam Kỳ, Nam Quan, đi qua những cái địa danh mà anh đọc đó, anh đi ngang đó thì anh nhìn nó thì anh biết là ngày xưa là ở đây nó có những cái chuyện gì. Đi qua cái núi Thành, cái chiến thắng núi Thành là đâu ở Quảng Ngãi, là đi ngang đi ngang núi Thành. Núi Thành là cái nơi mà bộ đội quân giải phóng ghi nhận một chiến thắng đầu tiên trong cuộc chiến tranh với Mỹ ở Việt Nam á, là chiến thắng núi Bạn Thành á. anh đã đi ngang, anh có ghé vào không? Hoặc là anh chỉ chạy ngang qua thôi. Đi xe đò mà anh, mình ngồi xe đò, mình nhìn qua bên Bên hông. nhìn nhìn bên hông thì mình nhìn nhìn thấy cái địa danh, đọc tới cái địa danh này, đọc tới cái địa danh kia thì nhớ là cái chuyện này chuyện kia ngày xưa nó xảy ra trong lịch sử À, vậy đó. Xin lỗi hiểu rồi. nha. Nó ở bên này tôi cũng vậy, nó lạnh quá cái ngày hôm qua hôm kia cứ chuông ra chuông vào, nó cứ âm rồi mình chuông vào nhà, tất nhiên là nó thay đổi cái vấn đề coi như là cái thời tiết cái nhiệt độ từ trong nhà ra ngoài sân á nó quá chênh lệch, cho nên ra tôi bị chạy báo cam mấy lần á, cái ra ngoài hút thuốc á, ra ngoài hút thuốc á, xong rồi cái chạy vô cái âm mấy chục độ, chạy vô đây 70 mấy độ, âm mấy chục độ chạy vô mấy độ nó bị tôi bị máu cam nó chảy ra qua một hai lần. Rồi bữa nay tôi bận đồ kỹ kỹ, tôi ra tôi hút thuốc xong tôi cũng chạy vô hạn chế bớt. Nó cũng có cái lợi điểm là bên này lạnh quá rồi cũng làm biếng ra ngoài hút thuốc đó. Mình kỳ này xui quá, mình về đây cái bệnh nó không bệnh nặng ấy, nó có bệnh vớ vẩn vậy, cái bệnh làm gì bị cúm Nó cũng làm cả do cái nó bị nó cũng cúm cái nó bị là như cúm, lúc mũi lúc nào cũng sụt xịt vậy đó, không có đi đâu được, ít có đi đâu, ít có ra ngoài. Có hôm nay đi đến ở Đà Nẵng thì cũng không có đi đâu nhiều cả, ở Sài Gòn cũng không có đi, ở Đà Nẵng cũng không có đi đâu. Hôm nay mới ra đến Tuy Hòa thì nhìn thấy Tuy Hòa thấy cái bộ nó có khác, thành phố xinh xắn lắm, mà thành phố rất là đi ban đêm mới nhìn thấy rất là xinh, Đúng rồi. đường xá rộng rãi. Để ngày mai mình đi ra, để ngày mai đi coi coi thành phố là thế nào. Mới đến đây là ông tài xế xe ôm bảo bác ơi ở đằng ngoài này hai người bác kêu đi ăn, bác hai người bác kêu một phần phần thức ăn nó rất là rẻ mà rất là nhiều. Hay Hai quá. người ông nhìn cái tướng bảo hai bác kêu một phần nó ăn đủ nó còn tôi 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 không bây giờ tôi dư. thiệt anh là tôi đầu tiên là tôi dồn, bây giờ tôi nói cho anh nghe là tôi dồn cái sắc mặt của anh, bây giờ sắc mặt của tôi dồn hai cái màn hình là tôi dồn thấy tôi là tôi quê lắm nha. Tôi bên này là tôi hiện giờ đang xuống sắc mình mặt già hôm hem, tóc tai thì dựng đứng lên, còn ông bên đó ông nói ông bệnh ông bị cúm cái gì mà mặt ông có tròn do là sao, tôi thấy tôi quê rồi nha. Không công nhận kỳ này bữa anh về là tôi thấy anh gương mặt anh hồng hào lên, mà không biết là bệnh cúm mình cái gì mà thấy nó tròn no tròn. Còn tôi mà nó hôm hèm tóc tai dựng đứng ở chân trời làm biếng quá, không có đẹp hớt tóc luôn. Ngày hôm qua đi cắt tóc rồi, nói chuyện cắt tóc rồi, biểu là hôm nay đi thi hoài, hôm qua đi cắt tóc ở lâu ghê rồi mới đi đến
Tôi nói cho anh là nghe, đô lỗ đi cắt tóc á. còn có cái này tôi ghiền hơn phở nữa. Tôi ghiền ở Việt Nam là có vụ hớt tóc. Hớt tóc ở Việt Nam thì nó có một cái món gọi là khoái, khoái đào rái thai là khoái nhất. Mà bên Mỹ thì không ai làm cái điều đó cho mình Đúng rồi, cả. Đúng, cho nên họ vì chỗ đó Việt Nam mình là cắt tóc, rái tai, cạo râu đúng rồi rồi, xong đủ thứ là rái tai đây họ tiền làm vệ sinh cá nhân rất phê. là Rồi, giỏi. rất là giỏi. Thật ra tôi ghiền ghiền ở đó, bảo đảm cứ người ta hớt tóc tôi không có chuyện gì, tôi cũng kiếm chuyện tôi đi hớt Đúng tóc. rồi, tóc là không có thể thay vì mình còn đâu còn mặt ở nhà ra ngoài đó cho nó là họ ra ngoài đó cho Mà họ làm nó thì rẻ rề, nó rẻ đúng đúng rồi. Qua đi mình đi cắt tóc còn à, còn tóc được họ cắt tóc của tôi là 50.000 lấy cái tai 15 cậu mặt đã rồi, đã rồi không lấy thì cậu mặt lấy tai cậu mặt lấy tai cạo đủ họ làm rất là sạch sẽ rất là thích đó. 65.000 cả Ở tháng. bên này anh biết rồi, mẹ hãy vô tiệm hớt tóc là nó quất một phát là từ đầu tới cuối là quăng rẹt rẹt rẹt, không cạo mặt, không cạo bất cứ cái gì cả, không có gì trơn trọi, mà nó vũ 25 đô, 25 đô mà mình tiếp thì nó 5 đô là coi như 30 đô. Trời ơi, 30 đô thì anh nhân cái tiền Việt tiền quá trời quá đất luôn. tiền tiền của Mỹ bây giờ tiêu nó không tiêu nó cứ đi đâu á Thành ra tôi tiền tính, Mỹ tôi tính là tôi để dành mái tóc mà tóc về về Việt Nam hết bà coi thấy không được rồi, không được, không được, không được, là phải 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 tu bổ nhan sắc chứ còn không kiểu này chắc chết. có mà Đó. anh coi vậy chứ về Việt Nam được cái điều đầu tiên là phải chơi cái tóc cái đó nhưng mà có kỳ này thì tôi để nó hơi lâu một chút chứ còn đáng lẽ là cứ về Việt Nam là bước vô một cái là phải cắt cái tóc bước ra là phải cắt cái tóc ngay mấy mới mấy chịu nhỏ nổi đó. mấy à mấy nhỏ mà nó hớt tóc quen của tôi, mỗi lần mà tôi hơi hớt tóc là nó cười, kéo ghế vô bắt đầu rồi nó làm hớt tóc xong cái nó massage cái trán, dùng trán là làm đã lắm, nó làm đã lắm. Nói chung bà rẻ rề à, có nhiêu 80.000, 80.000 lại gồm hết luôn á, Đúng đấy. gồm mà rái tay rồi các cái Đúng đủ thứ trên đời thì tôi lúc nào tôi cũng cho thêm đó, tôi đưa hết Đúng 100.000 tôi nói thôi con lấy uống cà phê đi chứ còn rồi. có rồi. Đúng rồi. À, dễ thương mà cái mà những cái mà mình cảm thấy là nó đơn giản lắm nhưng mà ở Mỹ này không bao giờ có, chẳng hạn như là rái tay này kia là ở Mỹ nó không có Ui, làm, cho nên bị tai của anh đâu có ai dám đụng được thò vô anh nó muốn thò vô cái tai của anh là nó phải có bác sĩ anh như hôm nọ là cô vợ tôi ấy, ít có không móc cái tai cái tự nhiên nó bị ù ù tai cái đi bác sĩ nó mới bây giờ mình đặt tên, tôi đặt tên cho anh cái là bác đúng sĩ, mà bác sĩ khoa tai mũi họng ở rồi Việt Nam là vậy, đầy vậy, đầy vậy. đúng tôi kỳ rồi cũng bị nữa, tôi đúng bị rồi điếc, đúng rồi tôi bị điếc mà tôi không biết sao cái mấy đứa kia nó suối, có thằng Hạo Nam này là nói thôi, ê Hạo Nam mày dẫn tao đi mua cái trợ thính đi, cái Nam nó dẫn mấy đứa đi nhưng mà bố đâu có điếc đâu mà mình cần phải, tao thấy nó ù ù cái tôi đi hớt tóc á, vô nó lấy ra nguyên một cục đại khái đúng cái lên một phát cái ván mà để trong trong cái bàn tay lấy ra rồi nghe lại, thành ra tôi không, tôi nói trước là coi như là bệnh là bác sĩ bác sĩ tai mũi nhân họng đúng bác rồi sĩ tai mũi tai họng mũi họng cái đúng là rồi đầy nhất anh đi đấy đúng rồi tai mũi họng nó bác sĩ đấy anh nói chuyện cái tai của anh cô vợ tôi đi đâu cách đây được 3 4 tháng 5 6 tháng như thế ở Việt Nam ở bên Mỹ nữa rồi tự nhiên nó tai hù nó em ấy đi bác sĩ hay sao đi bác sĩ vô nó chỉ cũng đại khái rồi nó thực nó biểu là nước nó nó nhiều nhiều nó nhiều rái tai trong đó quá thì đó là nó mới bỏ nó xịt nước ở trong đó rồi nó xịt xịt cái gì đó nó hết mà bác tôi sĩ cũng cho bị mày là tôi cũng đúng bị rồi là nó xịt xịt cái tôi nước gì đó nó không phải, nó rọi rọi cho nó không làm gì đó tôi thì mà tôi rồi bị nó kiểu qua này đâu có ra đâu rồi nó cho thuốc nó cho thuốc vô xịt cho lỗ tai đặt nghiêng nghiêng nó ra rồi nghiêng xịt ra nước không. cho nó thế nó kia ra đấy, bác sĩ lỉnh kỉnh lắm anh ơi Nó đây mà nó rắc rối, mà nó phải cái gì nó cũng hẹn bực mình, cái gì nó cũng đúng hẹn rồi hết trơn. À, thôi bỏ qua chuyện đó, giờ yêu cầu anh báo cáo về như thế này anh Việt Nam thì anh thấy đường phố Việt Nam mình có nó có cái sắc thái gì của mùa xuân, người ta rộn ràng, người ta đại khái ta chuẩn bị gì không anh? hồi sáng mình đi
đi đi xe đò thành thứ đó, đi cái trung chuyển, đi cái xe trung chuyển ở chợ thành phố Đà Nẵng đây, thì mình đi ngồi tự nhiên đi trung chuyển thấy hay á. Tôi thấy đi trung chuyển động như tại vì nó đi nhiều nơi, đi cả cái thành phố. Tôi là cái người đầu lên đầu tiên cái xe trung chuyển ở trong cái thành phố của tôi, đã có chuyến đi đi như vậy, nó đi hết 1 tiếng đồng hồ mà nó có lục sục tất cả những cái đường phố Đà Nẵng, đường lớn nó cũng có, đường nhỏ nó cũng có, đi rất là nhiều anh. Thì Coi là phục vụ tận răng tăng đó. Tôi có đi một đó lần rồi. là mình đi vậy thì thử ra mình mới có cái dịp nhìn cái sinh hoạt của cái đường phố ấy. Thì chứ còn như đi taxi chẳng hạn, như hay là mình đi xe Grab đi, thì nó taxi mà nó đi thẳng một đoạn, mình đi ở chỗ này đi tới đó là mình chỉ đi có một đoạn đường thôi, còn đi thẳng trung chuyển là đến sáng ngày hôm nay tôi mới thấy là một điều đó rất hay, tại mình có chút thì giờ đi chuyển nó đi, họ nó đi lục sục cả thành phố. Thành phố Hay. mình ở Đà Nẵng anh, mình thành phố rất là nhộn nhịp ấy. Cái công nhận nó mình chưa có nhìn, không có nhìn thấy, tại đi ban ngày thì người ta không có nhìn thấy đèn đuốc, nhưng mà thấy người ta đã cũng chuẩn bị rất nhiều á, thấy đồng bào chuẩn bị những cái những cái dấu hiệu á, chúc mừng 20 em, chúc mừng 20 24 đại khái, chúc mừng Tết đại khái, như vậy là bắt đầu là căng 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 biểu hiệu rồi đó. Thấy Thì hoa, cái chợ hoa là bắt đầu, thấy tập người ta quán của bắt người đầu Việt, để tụ họp lại. anh nhớ không, tập quán của người Việt thì theo ngày xưa cái thời về Việt Nam mình vẫn còn khổ á, thì nhưng mà nó vẫn đón Tết bình thường, mà Đúng đón Tết theo kiểu Tết vẫn Tết bình thường. Mà anh thấy hồi xưa những cái nhà, nếu không tôi nhớ cái năm 1950 mấy 60 thì hồi xưa có cái chuyện là cái gì, dán giấy, nghĩa là cái tường mà nó cũ quá rồi, nó dơ rồi. quá, cái anh nhớ không, cái mua hồ về rồi xong cái phệt lên hồi xưa tôi gọi là nhật trình á, giấy báo đó. Không có sơn, không có sơn thì họ dán lên, dán Đó, đấy thì chắc là mới còn còn những nhà nào mà khá giả thì ta quét có đồ, những nhà sơn, thì quét vôi có đồ, sơn. thì nói chung là tùy đủ mọi thành phần trong xã hội, nhưng mà nhà giàu thì theo đón Tết theo kiểu là giàu, người nghèo thì đúng Tết, nhưng mà tất cả mọi người đều chào đón và chuẩn bị một cái mùa Tết, nói chung là cho nó vuông vức và nó cho nó đủ đầy đủ, nghèo thì theo kiểu nghèo, giàu thì theo kiểu nghèo, nhưng mà ai cũng hồ hởi phấn khởi cả. Đó là rõ ràng như vậy. Thì ý tôi muốn nói là cái anh đi về những buổi gần đây thì anh thấy dân chúng là mình nghe nói, nghe tôi nghe người thân báo cáo là năm nay là buôn bán nó có tính cách là hư ế ẩm, có nghĩa là nhưng mà người ta vẫn theo cái kiểu truyền thống, có nghĩa là ít thì sẽ ít, thì nhiều thì sẽ nhiều. Và Anh nhà Việt Nam anh, em Việt Nam anh Tết là Tết, thì là mỗi người ế thì cũng là đúng Tết, rồi, đắt đây. cũng Đúng Tết, rồi, vui vui cũng Tết, buồn cũng Tết, anh đúng Tết mà anh. rồi, mình đi tết mình đi dọc theo đi dọc theo trên trên đường thì thấy bắt đầu thấy chợ họ bắt đầu họ thu mấy cái bát trống, nó bắt đầu là họ đã có thấy, mình để ý là thấy hoa bắt đầu là họ thu họp lại, mấy cái à chợ chậu kiểng hoa hoa. bắt đầu hoa mai, hoa cúc thì chưa thấy đưa ra, nhưng mà thấy mai bắt đầu họ đưa ra, Ngoài bây giờ có vẻ Bắc hơi sớm. thì ở ngoài Bắc thì có đào, cái là người ta chơi chơi đào chứ ta cũng chơi mai. Thì mình đi trong Nam thì đi thì thấy là bắt đầu họ đưa ra những cái chậu mai, họ tụ họp lại đó rồi, thấy không chưa chưa có nhiều, nhưng mà thấy bắt đầu có rồi đó. Còn còn đồ mà trang hoàng mà bán Tết thì thấy là họ cũng treo cũng nhiều rồi đó. Như ở Đà Nẵng đó là có vẻ là họ mình những có rất nhiều cái gian hàng mà họ bán đồ, họ bán đồ hàng mã đây. Đúng, Tôi nghĩ là chắc họ sửa soạn cúng để cúng cúng tóc mở quân cơ cái gì bản đấy, thanh minh thanh minh thanh minh thanh minh anh không biết, nhưng mà thấy là họ bán rất nhiều đồ 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 hàng mã, đồ để đốt đó, hình như ngày không hai mươi không không là mấy tiền. ngày hai mấy là ta đi ra mã để dọn dẹp sạch sẽ đó, Ồ ồ trước Tết mình á, ồ ok thanh minh đó. ồ ồ không phải Thanh Minh mà cũng như là đi đi dọn dẹp rước bà về đó, thành thử ra Đó, đó. Đồ hàng mã nói nhiều Thanh Minh là trong lúc sau Tết, Thanh Minh trong tiết tháng tháng mấy, ba tháng 2
Thanh Minh chúng ta hai thì tháng 1 mới là đầu tháng 1 mới là xuân thì sao mà Thanh Minh họ làm bây giờ tôi nghĩ là những cái hàng đó, những cái hàng tôi thấy họ làm ở như Đà Nẵng họ bán rất nhiều. Có nghĩa là chung là mà người ta cũng ra viếng mã ông bà trước. Đó, có lẽ là Tết đấy, đấy, đúng rồi. Okay. Đúng rồi đó, thật là họ để mà cái điều đó là lạ, tôi không biết, tôi thấy là lạ đó, thành thử ra là mà tôi thấy là như là mình không có để ý đâu, mà mình thấy là như là Đà Nẵng này, tại vì tôi về Đà Nẵng nhiều, Đà Nẵng là có thành phố mà dân chúng có vẻ họ rất là sùng tín này. Không, với lại anh biết sao không? Cái thành phố Đà Nẵng là thành phố điểm của cả nước, có nghĩa là dân đó giàu, cái đời sống họ cao, nói thẳng là như vậy, dân Đà Nẵng là đời sống họ cao, cho nên vì đó thành ra người ta sùng bái về vấn đề làm ăn làm uống là tiền là cúng kiến rồi, chuyện bình thường thôi. Nhưng mà nói chung thì coi như là Tết là Tết, có nghĩa là Tết là Tết, đúng rồi, Tết à, giàu của bằng Tết, nghèo của bằng Tết, đúng rồi. Có cái điều tôi không có làm cái gì mà tôi về Việt Nam tôi ăn Tết đấy, mấy chục năm này hôm nay mới về Việt Nam ăn Tết. Rồi. Kỳ trước năm 2020 về Việt Nam ăn Tết lần ăn ở Bến Tre, kỳ này ra cả mắt đó. Ganh tị với anh nha, tôi tức lắm là tôi tức lắm là. Để năm sau năm sau tôi sẽ tôi ăn Tết. Tôi bảo đảm với anh là năm sau là cuối năm 25 là tôi có mặt ở Tết luôn, bởi vì tôi có cái giấy rồi, giấy phép đóng mộc rồi, nước mộc đỏ đàng hoàng luôn rồi. Vậy đó. Ăn Tết hả? Ăn Tết. Okay. Bắt đầu từ giờ phải là bây giờ sắp tới là coi như ăn Tết mọi năm luôn. Không có cần nữa, tôi quê lắm rồi, tôi quê lắm rồi. Tết anh Việt Nam nó thứ nhất là không khí, anh không khí đúng đó, rồi anh ở bên đó, anh... tôi thấy anh ở bên đó, tôi thấy bên chỗ tôi bây giờ năm San Diego năm nay là bây giờ hiện tại giờ có 50 mấy độ thôi, mà đồng bào là làng chết bao nhiêu người, và bên anh giờ mất 10 mấy độ thì thấy bởi vậy anh, nó khổ lắm. làm gì làm anh nóng tôi chịu được, mà lạnh tôi chịu không nổi. Tôi lạnh đây nó quen rồi, nhưng mà có điều ngày xưa thì không để ý tới, nhưng mà sau cái lúc này mình càng già rồi thì mình lại để ý tới những cái điều mà tại sao mình lại lạnh lẽo dữ vậy, mà trong khi đó ở Việt Nam mình mùa xuân đang đến thiên hạ, nghèo giàu gì không hồ hởi phấn khởi trên trời,